aceea mai zboară în Panama. Zile, 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 eu alerg al mile, 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 mile pe Maidan pentru tine, tine, să-ți dau un dar, dar... Chào bạn, mình Dương Chiến đây. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với video tiếp theo của mình. Chiến mới đi Hà Nội về thì được anh Thái tặng đôi giày rất là chất anh em ạ. Đây, 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 đôi giày này. Giày đẳng cấp. Đây, anh em ơi. Đấy, giày đính kim cương anh em ạ. Được anh Thái Kevin tặng đôi giày rất là chất. Thì đi mấy ngày nhỉ? Hai ngày xuống đi quay với các anh thì được anh Thái tặng một đôi giày rất là chất. Thì hôm nay Chiến làm một video này để cho anh em biết đôi giày được đẳng cấp như nào nha. Bây giờ Chiến sẽ gọi anh đấy và cảm ơn anh này luôn nhé mọi người nhá. Bây giờ Chiến sẽ gọi anh đấy. Ok, bây giờ Chiến sẽ gọi cho anh Thái nha. Đây, Thái em nhìn đây. Tóc mình là một xanh mẹ rồi. Anh à, anh ăn cơm chưa? Anh chưa, chuẩn bị ăn. Chuẩn bị ăn à? Ừ. Tối đấy, ở đâu tối đấy? Hả? Ở đâu tối đấy? Ở đâu? Cơm nước gì anh? Chuẩn bị ăn đấy. Hôm nay em gọi anh, cảm ơn anh mua em đôi giày. Ừ, đấy, chật này mà. Anh mua đôi này bao tiền đấy? Có 350 rồi. Có 350 rồi hả? Ôi em. Em tưởng có mấy trăm nghìn em nhận luôn, mà ở chữ dưới như thế em không nhận, ngại quá. Quan trọng gì đâu em, anh em mình quan trọng gì vậy? Em mình quan trọng gì à? Đâu tay có gì. Thế xong rồi hôm qua bỏ đi trên Hà Nội xuống Thanh chơi các rồi không phải? Mệt quá anh ạ, mệt quá là về luôn, mấy hôm nữa lại sang lại có gì đâu mà, anh em cho anh em mình. Hôm nay chúng ta xuống đây để ở đây mai hôm về. Vâng, đấy. Làm cũng vội vàng. Kiểu nhớ nhà anh ạ, đi xa không nhớ nhà đó. Đi hôm nào mà đi trên lại để em vui đôi nữa, có chồng gì đâu. Vâng. Anh Ngân không ở đấy à? Anh Ngân không ở đấy à? Hả? Anh Ngân không có ở đấy à? Ngân nó đang ở dưới nhà đâu mà, ở đây đâu. Tưởng nó sang đấy ăn cơm. Quyết là con Yến Nga không ở đấy luôn à? Không, anh không ở sáng mai về, như vậy. Video tôi qua sao lại xóa mất rồi? Hả? Video tôi qua mất rồi. Quay nhá. Video thì quay hôm nọ anh đóng này. Nhưng mà của thằng Ngân gì? Vâng. Nhưng mà ở bên này nghe bên nó. Hôm nó đang ấy. Nó đang nó xóa rồi à? Không có nữa. Nó báo vàng. Báo vàng à? Ừ. Thế video của anh lên chưa? Không, video của anh nó báo vàng thì xóa. Xóa hết. Ừ. Mình kiểu mình quay nó nhạy cảm quá. À đấy à? Phí nhầm bao nhiêu? Mất bao tiền? Đúng rồi. Thế mà kệ cái đấy đấy, không sao đâu. Bao bạn mất tiền nó chỉ không cho quảng cáo thôi. Thế cái đấy cho nó lên sắp. Ừ. Nhưng mà tay kia nó xóa thì anh cũng xóa. Em của em báo vàng em vẫn để tiền này, vẫn để này. Ừ, nó vẫn lên tiền mà. Không phải nó không lên tiền mà nó nghĩa là mình báo vàng thì mình không được tiền nhưng mà mình lấy lượt theo dõi. Ừ. Thế mà xóa đi thì phí vẫn bạn đóng bao tiền, nhưng mà đôi giày mình. Đôi giày nhìn đẹp quá anh ạ. Ừ quá thì đi. Ui giời ơi. Không bị nghĩ gì đâu em nhá. Vâng, em đúng rồi, em ngại quá, 3.5 như thế là không nhận. Có gì đâu mà em không nghĩ gì. 35 triệu thì 3.5 bạn gì đâu. Thế sao anh không mua cái đôi 35 triệu thì đôi 3.5. Mày không ăn này, mày mua 35 triệu luôn. Em ngoan này còn gì nữa. Mấy thằng em ngoan này. Cái video em buổi sáng chưa? Video nào anh? Video ạ, vẫn còn trên Ngờ Mai ấy, anh Tùng lên Ngờ Mai vẫn còn mà. Sao chắc là mày bảo nó lấy cả. Bảo nó che mấy. Cắt đoạn cái đi thôi. Thật không phải, lấy mình che mờ mờ nên không thấy được ấy. Thế mà không ảnh hưởng gì của em để lộ vẫn. Của em ghép có một tí mà vào nó vẫn dính nhỉ. Phật bao tiền, thuê. Trên cơm ạ. Anh vừa ăn uống rượu về. Đấy, chờ anh ăn cơm đấy. Mua đi anh xong gì chưa? Còn gì có gì đâu? Cảm ơn anh thôi. Vâng, cảm ơn anh thôi. Nếu không có gì đâu, không nghĩ gì nhá. Vâng, em không nghĩ gì đâu. Anh mua đôi đắt 35 triệu cũng được nhá. Mua thẳng này mà anh có anh mua phải tặng đôi đẹp hơn. Đẹp hơn, ok. Thôi nhá, anh ăn cơm đi. Ok.
Vâng, bye bye nhá. Vâng. Đấy mọi người ạ, đối có mỗi 3 triệu dưới thôi. Nhưng mà nhìn long lanh nhỉ, của anh thấy đâu? Xấu. Xấu á? Đính kim cương thì bảo xấu. Anh em thấy là long lanh như này không ạ? Rất là chất. Có 3 triệu rưỡi rồi anh em ạ. Đi, không mua cho tao không đó. Tao có mua đâu, tao không nữa, không có tiền mua đấy. Anh thế tặng. Thế thì là nó xấu. Xấu gì? Thế nó xấu á? Tao không có thì tao bảo xấu. Ôi trời ơi. Đấy, anh em thấy nào, tình cảm anh em rất là thân thiết luôn. Anh Thái Kevin mới lập kênh tên là Thái Kevin anh em nhé. Anh em vào đăng ký kênh cho anh Thái nhé. Chuyến đi xuống Hà Nội rất là mệt. Tối được đi bay gặp cả anh Khá Bảnh đấy mọi người ạ. Gặp anh Khá Bảnh nhưng mà vừa đến thì anh ấy bảo là về sớm. Mà anh ấy sáng sau anh phải đi quay phim. Sáng tận nhà chú Dũng Chọc luôn. Cả anh Huấn, cánh của anh Huấn, Hoa Hồng này, cả Tuấn Sơn. Đấy, rất là đông đủ anh em luôn. Hôm đấy kiến đấy phê quá là không quay được video được cho anh em xem. Hôm đấy vui lắm anh em ạ. Thật là vui luôn, nhưng mà gặp được tất cả các anh lớn luôn. Nhưng mà không quay được video lại cho anh em xem, hơi tiếc anh em ạ. Về hôm sau mệt quá. Về ngủ giấc đến 10 giờ luôn. Thế thì video này cũng hơi nhàm tí. Gọi là cảm ơn anh Ngân, anh Đậu, anh Thái tặng người giày rất là chất luôn. Đấy. Không còn gì để chê luôn. Nhưng mà cái giày này như mình mặc với quần đôn chê thì sao ấy. Chứ lại không thích mặc quần đôn chê lắm, khiến gầy quá, mặc đôn chê nó xấu quá nha. Tôi mặc quần côn thôi. Video này thì hơi nhàm anh em nhá. Thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi hết clip của Chiến nhá. Giờ đây là kết thúc thôi. Video hơi nhảm thì anh em thấy hay nhớ like và chia sẻ nhá. Đừng quên đăng ký kênh của Chiến nhá. Bây giờ chắc phải chào anh em rồi. Chào tất cả mọi người nhá. Bye.